Tệ Túc nói, tuy ngài dẫn dụ nói có đời sau, nhưng theo chỗ tôi biết thì hẳn không có. Ca Diếp hỏi, ngươi còn có duyên cớ gì biết không có? Có, nguyên người trong thôn tôi có kẻ làm giặc, bị rình bắt được, đem đến tôi và nói, người này làm giặc, xin ông trị nó. Tôi liền đem người ấy ra cân, từ từ giết chết một cách êm thấm, không làm hao tổn lấy một chút da thịt. Giết xong, tôi sai đem xác người ấy cân lại, thì thấy lần này nặng hơn trước. Này Ca Diếp, thân người ấy khi sống, thần thức đang còn, nhan sắc tốt tươi, còn nói năng được mà đem cân thì nhẹ. Kịp đến khi chết, thần thức đã mất, nhan sắc không còn, không nói năng được mà đem cân thì lại thấy nặng. Vì cớ đó nên tôi biết không có đời sau. Dĩ như người cân sắt, khi sắt còn nguội đem cân thì nặng, sao đốt đỏ đem cân lại nhẹ? Tại sao khi sắt nóng, mềm, có màu đỏ sáng mà nhẹ, khi sắt nguội cứng, không màu đỏ sáng mà lại nặng? Sắt nóng có màu đỏ và mềm nên nhẹ, sắt nguội không màu đỏ mà cứng nên nặng. Con người cũng thế, khi sống có nhan sắc, mềm mại mà nhẹ, khi chết không nhan sắc, cứng cỏi mà nặng, nên biết chắc chắn có đời sau. Tệ Túc nói, tuy ngài dẫn dụ nói có đời sau, nhưng theo tôi biết thì không có đời sau. Ca Diếp hỏi, ông còn có duyên cớ gì mà cho là không có đời sau? Có, nguyên tôi có người bà con mắc bệnh nặng, tôi đến đỡ nằm nghiêng tay mặt, người ấy liếc ngó, co duỗi, nói năng như thường. Tôi lại đỡ nằm nghiêng tay trái, người ấy cũng còn liếc ngó, co duỗi, nói năng như thường, rồi như tắt thở. Tôi lại đỡ xác người ấy nằm nghiêng tay mặt, tay trái, lật sấp, lật ngửa, xem kỹ thì không thấy người ấy co duỗi, liếc ngó, nói năng chi cả. Do đó, tôi biết chắc không có đời sau. Ta sẽ dẫn ví dụ ngươi rõ. Xưa có một quốc độ không ai từng nghe tiếng ốc. Hôm nọ có người thổi ốc giỏi, đến nước đó đi vào trong thôn, cầm ốc thổi 3 tiếng rồi bỏ xuống đất. Trai gái trong thôn nghe tiếng lạ kinh động, rủ nhau đến hỏi. Thứ tiếng gì mà trong trẻo hòa ái như thế? Người chủ chỉ vào ốc và mà nói, tiếng của cái đó. Người trong thôn liền lấy tay vỗ vào ốc và, nói, ngươi kêu lên, ngươi kêu lên. Nhưng vỏ ốc và bặt không kêu một tiếng. Người trong thôn trầm trồ, à, cái thứ tiếng hay ho ta nghe khi nãy chẳng phải do sức tù và làm, mà cần có tay, có miệng, có hơi thổi nó mới kêu. Này Tệ Túc, con người cũng thế, phải có thọ, tức sức sống, có thức, tri giác, tinh thần và hơi thở, tức khí nóng, noãn mới co duỗi, liếc ngó, nói năng được. Còn không thọ, không thức, không hơi thở, thời không thể co duỗi, liếc ngó, nói năng được. Ca Diếp lại khuyên, Tệ Túc, ông nên từ bỏ cái ác tà kiến đó, chớ giữ nó suốt đời, chỉ có thêm khổ não. Tệ Túc nói, tôi không thể bỏ được, vì từ sinh ra đến giờ tôi đã tụng đọc, luyện tập kiên cố, thì đâu có bỏ được. Ca Diếp nói, ta sẽ dẫn ví dụ thêm cho ngươi rõ. Như trong kiếp xa xưa, có một quốc độ mà suốt biên cương nhân dân điêu tàn. Trong nước có 2 người, một anh trí và một anh ngu, bảo nhau, tôi là bạn anh, chúng ta hãy cùng nhau ra ngoài thành bước lúa mọc hoang về làm của. Rồi họ cùng đi. Khi đến một xóm hoang, thấy có cây gai mọc đầy đất. Người trí bảo người ngu chung nhau lấy đem về, mỗi người mỗi gánh. Sau đi ngang một thôn cũ, họ thấy có đám chỉ gai. Người trí nói, chỉ gai này đã làm thành nhỏ, nhẹ, đáng lấy hơn. Người ngu không chịu, tôi đã lấy cây gai bó buộc chặt chẽ rồi, không thể bỏ được. Người trí một mình
lấy một gánh nặng chỉ gai đem về. Họ cùng nhau đi, bỗng lại gặp có đám vải gai. Người trí nói, vải gai này đã làm thành, nhỏ, nhẹ, đáng lấy hơn. Người ngu không chịu. Trước tôi đã lấy cây gai đó buộc chặt chẽ rồi, nay không bỏ được. Người trí liền bỏ gánh chỉ gai mà lấy vải gai làm một gánh nặng. Họ lại cùng nhau cất bước. Bỗng lại gặp đống cây ba kiếp. Người trí nói, thứ cây ba kiếp này rất quý giá, nhỏ nhẹ, đáng lấy hơn. Người ngu vẫn không chịu. Trước tôi đã lấy cây gai bó buộc chắc chắn, gánh đi đã xa đường rồi, nay không bỏ được. Người trí một mình bỏ vải gai mà lấy cây ba kiếp gánh đi. Lần nữa, họ gặp chỉ ba kiếp, gặp bạch điệp, gặp đồng bạch, rồi gặp bạc, gặp vàng. Người trí nói, nếu không vàng, ta hãy lấy bạc, không bạc, ta hãy lấy đồng, hay ta hãy lấy chỉ gai, nếu không chỉ gai, ta mới lấy cây gai. Nhưng nay tại thôn này có nhiều vàng là thứ quý hơn các bảo vật khác. Ngươi nên bỏ cây gai, ta sẽ bỏ bạc để chung nhau lấy vàng. Mỗi người gánh lấy gánh nặng đem về. Nhưng người ngu vẫn nói một mực. Trước tôi đã lấy cây gai bó buộc chắc chắn gánh đi đã xa, nay không thể bỏ được. Ngươi muốn lấy vàng thì lấy, tùy ý. Người trí liền bỏ bạc mà lấy vàng, gánh một gánh nặng đem về. Đến nhà, bà con người trí vừa thấy bóng anh ta gánh nhiều vàng thì hoan hỷ nghênh đón. Người trí thấy được bà con nghênh đón lại càng vui mừng hơn. Trong khi đó, người ngu gánh cây gai về, bà con trông thấy không chút vui mừng, không thèm nghênh đón, nên người ngu gánh gai cũng càng thêm áo não. Này tệ túc, tốt hơn người nên rời bỏ cái thói ác tà kiến ấy đi, chớ để suốt đời chuốc thêm khổ não như người gánh cây gai, cứ chấp chặt ý ngu không chịu lấy vàng, lại cứ gánh gai đem về luống chịu lao nhọc, bà con không vui, suốt đời nghèo cùng, tự mang thêm khổ sở. Tệ túc đáp, tôi không bao giờ bỏ kiến thức sẵn có của tôi được, vì tôi nhờ thứ kiến thức đó mà dạy dỗ cho nhiều người, đem lại nhiều ích lợi. Vua chúa tứ phương đều nghe danh tôi, đều biết rõ tôi là nhà học giả, đoạn diệt cả rồi. Ca Diếp lại nói, ta sẽ dẫn thí dụ ngươi rõ. Như trong một kiếp xa hơn, có một quốc độ mà suốt biên cương nhân dân đều điêu tàn. Lúc đó, có một đoàn buôn đi ngang, vì họ không lo đủ nước, củi rau, nên người chủ đoàn chia hai toán. Người dẫn đạo của toán đi đầu nói với nội toán rằng, tôi có gặp một người thân thể to lớn, mắt đỏ, mặt đen, xoa bùn khắp người, từ đằng xa đi lại. Tôi hỏi, người từ đâu lại? Thì người ấy trả lời, từ thôn đằng trước kia lại. Tôi hỏi ở thôn đó có nước, gạo, củi, rau nhiều không? Người đó trả lời, ở thôn ấy giàu có, nước, gạo, củi, rau không thiếu. Giả lúc ta vừa đi giữa đường thì gặp trời mưa lớn, nên ở thôn kia có nước, củi, rau nhiều. Nếu trên xe bọn người có chở gạo, rau gì thì nên bỏ xuống hết. Tại thôn kia giàu có, không cần chở xe nặng làm chi. Rồi người dẫn đạo bảo cả toán bỏ hết gạo rau xuống để cho xe nhẹ đi mau tới. Cả bọn nghe lời bỏ hết gạo rau xuống. Xe được nhẹ đi mau. Đi như thế một ngày chẳng thấy cỏ nước đâu. Đi hai ngày, ba ngày, cho đến bảy ngày cũng không thấy đâu. Bọn người buôn phải khốn cùng nơi đầm vắng và bị ác quỷ bắt ăn thịt hết. Toán thứ hai tiếp tục lên đường. Người chủ buôn đi đầu lại gặp một người to lớn, mắt đỏ, mặt đen và nói năng như với toán trước. Nhưng người chủ buôn này dặn cả bọn, gạo rau của các ngươi hãy giữ kỹ, chớ vứt bỏ đi. Bao giờ được có lương thực mới rồi hãy bỏ. Vì đồ mới đồ cũ phải có tiếp tục luôn mới mong qua khỏi cánh đồng trống này. Cả đoàn buôn cứ chở xe nặng mà đi,
Đi được một ngày chẳng thấy cỏ nước đâu. Đi hai ngày, ba ngày, đến bảy ngày cũng chẳng thấy đâu. Chỉ thấy xương cốt ngổn ngang của toán người đi trước bị quỷ bắt ăn thịt để lại. Này Tệ Túc, cái người mặt đỏ mặt đen kia chính là quỷ La Sát. Những người nghe theo lời nó suốt đời chịu khổ, chẳng khác toán buông đầu. Vì vô trí nghe theo người dẫn đường mà phải thiệt mạng. Trái lại, những sa môn bà la môn tinh tấn trí tuệ, họ có dạy gì, ai nghe theo, thời suốt đời được an ổn như toán buông sao. Nhờ có trí nên khỏi bị tai nạn. Ca Diếp khuyên: Này Tệ Túc, vậy tốt hơn ngươi bỏ thứ ác kiến đó đi, chớ để suốt đời chỉ chuốc thêm khổ não. Tệ Túc đáp: Tôi không thể nào bỏ kiến thức đó được. Nếu ai có đến can tôi lắm thì chỉ làm tôi phát giận, chớ tôi quyết không bao giờ bỏ. Ca Diếp tiếp: Ta sẽ ví dụ ngươi rõ. Như ở một kiếp xa xưa, có một quốc độ mà suốt biên cương nhân dân đều điêu tàn. Lúc đó có một người làm nghề nuôi heo. Nhưng anh ta đi đến một thôn vắng, thấy có nhiều phân khô mới nghĩ thầm: Chỗ này nhiều phân mà heo ta ở nhà đang đói, ta nên lấy cỏ gói phân này đội trên đầu đem về. Nghĩ vậy, anh ta liền lấy cỏ gói phân đội đi. Bất ngờ giữa đường gặp trời sáng mưa lớn, nước phân chảy xuống thấu chân. Mọi người thấy vậy chê anh ta điên cuồng. Đồ phân dơ ấy, giả sử trời im mát còn không đội thay, huống giữa lúc trời mưa lại đội mà đi. Anh ta nổi giận buông mắng lại: Các ngươi là đồ ngu, không biết heo ta ở nhà đang đói. Nếu các ngươi biết, chắc không nói ta ngu đâu. Này Tệ Túc, ngươi nên bỏ thứ ác kiến đó đi, chớ giữ chặt sự ngu mê mà suốt đời chịu khổ. Như người ngu kia đã đội phân mà đi, bị kẻ khác chê can, lại trở mắng người ta vô trí. Tệ Túc nói: Các ngài nếu bảo làm lành được lên trời, chết vui hơn sống, sao các ngài không lấy dao tự dẫn, hoặc uống thuốc độc chết đi, hoặc trói tay chân xô từ gợp cao xuống, mà cứ thấy người nào người nấy đều tham sống, không ai tự sát cả. Như thế đủ biết chết không vui hơn sống, không có đời sao. Ta sẽ dẫn ví dụ ngươi rõ. Như xưa ở thôn Tư Bà Hê này, có một người phạm chí, kỳ cựu trưởng lão, tuổi đã 120, có hai người vợ, một người có con trước, còn một người mới có thai. Không may ông phạm chí qua đời, mẹ con người mẹ lớn nói với người mẹ nhỏ rằng: Bao nhiêu gia tài này đều về ta cả, người vô phần. Người mẹ nhỏ nói: Chị hãy chờ ít lâu, tôi xin, nếu là con trai thì phải có một phần gia tài của cha nó, nếu là con gái thì chỉ đem gả lấy tiền. Nhưng con của người vợ lớn cứ nằng nì ba lần đòi chia gia tài cho được. Người vợ nhỏ vẫn trả lời như trước. Con của người vợ lớn bức ép mãi, người vợ nhỏ nổi giận lấy dao tự mổ bụng mình để coi cho biết con trai hay con gái. Này Tệ Túc, người muốn tự sát thì hại luôn đứa con trong bào thai. Bà La Môn các ngươi cũng như thế, đã tự giết mình còn muốn giết kẻ khác. Trái lại, các sa môn bà La Môn cốt phải lo làm sao tinh cần tu thiện, đầy đủ giới đức, để nếu còn ở đời thì đem lại nhiều lợi ích an lạc cho nhân thiên. Này Tệ Túc, ta sẽ dẫn một ví dụ cuối cùng để cho ngươi rõ tai hại của thứ ác kiến của ngươi. Xưa ở thôn Tư Bà Hê này có hai người giỏi luyện trò chơi bi. Một hôm họ đấu nghề với nhau, một người hơn cuộc, người thua nói với người hơn rằng: Thôi ngày nay nghỉ để ngày mai đấu lại. Rồi trở về nhà lấy mấy hòn bi để chơi, đem tẩm thuốc độc phơi khô, ngày mai đem tới chỗ người hơn đòi đấu nghề lại. Trước khi cùng chơi, người thua lấy một hòn bi đã tẩm thuốc độc trao cho người hơn. Người hơn lấy nuốt, người thua trao nữa.
người hơn nuốt nữa, bị chất độc chạy, làm cả thân thể biến động và bị người thua mắng cho. Này tệ túc, người nên mau mau rời bỏ ác kiến đó đi, chớ để mê muội mãi càng thêm khổ sở, như anh chàng làm trò kia nuốt độc vào mình mà không biết. Tệ túc Bà La Môn bạch Ca Diếp rằng: Khi ngài mới nói về các vụ mặt trăng, tôi đã hiểu rồi, song tôi cứ tráo trở không chịu, vì tôi muốn thấy chỗ trí tuệ biện tài của ngài để thêm chắc lòng tin. Nay tôi xin tín thọ quy y Ca Diếp. Ca Diếp đáp: Ông chớ quy y ta, mà nên quy y nơi đấng vô thượng tôn như ta đã quy y. Tệ túc hỏi: Không hiểu đấng vô thượng tôn mà ngài đã quy y nay ở đâu? Ca Diếp đáp: Đức Thế Tôn thầy ta đã diệt độ chưa bao lâu. Tệ túc nói: Nếu Đức Thế Tôn còn, dù xa gần tôi cũng tìm đến để xin quy y lễ bái. Nhưng nay Như Lai đã diệt độ, vậy tôi xin quy y Đức Như Lai diệt độ, quy y Phật Pháp và chúng tăng. Xin Ca Diếp cho tôi được làm kẻ ưu bà tắc ở trong chánh pháp. Từ nay về sau, tôi thề trọn đời không giết, không trộm, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Nay tôi sẽ đại bố thí cho tất cả. Ca Diếp nói: Nếu ngươi sát hại chúng sanh, đánh đập tôi tớ để mở hội, điều đó chẳng phải ngươi muốn tạo phước thanh tịnh. Và nếu sát hại chúng sanh, đánh đập tôi tớ để mở hội đại bố thí, thí cho hạng người tà kiến, thì đó cũng chẳng phải ngươi muốn tạo phước thanh tịnh. Dĩ như trên chỗ đất cạn thô, sạn sỏi, chông gai, đem gieo giống vào, tất không gặt được gì. Còn nếu ngươi hội đại thí mà không sát hại chúng sanh, không đánh đập tôi tớ, đem lòng hoan hỷ mở hội để thí cho hạng người thanh tịnh, thì ngươi sẽ thâu được phước lớn. Dĩ như chỗ ruộng tốt, đúng mùa đem gieo giống, tất được gặt nhiều. Bạch Ca Diếp, từ nay về sau, tôi sẽ luôn luôn tịnh thí cho chúng tăng, không để gián đoạn. Lúc đó, có một phạm chí nhỏ tên là Ma Đầu, đứng sau lưng Tệ Túc. Tệ Túc xoay lui bảo: Nay ta muốn mở hội đại thí tất cả, ngươi hãy sửa dọn giúp ta. Phạm chí nhỏ vâng lời sửa dọn. Khi sửa dọn xong, cất tiếng nói rằng: Nguyện cho ông Tệ Túc đời này, đời sau chẳng được phúc báo gì cả. Ông Tệ Túc nghe được, kêu phạm chí trẻ đến hỏi: Ngươi có nói lời gì vừa rồi chăng? Phạm chí nhỏ đáp: Có nói. Vì nay ngài bày dọn các thứ ăn thô kịch dở dang như vậy để thí chúng tăng. Nếu thử đem nó cho ngài, ngài còn không thèm sờ tay tới, huống là lấy ăn. Hiện tại bày những thứ không thể vui mắt đẹp lòng ra bố thí như vậy, làm sao đời sau có được quả báo thanh tịnh? Ngài bố thí y phục cho chúng tăng mà thí toàn vải gai. Nếu thử đem nó cho ngài, ngài còn không lấy chân sờ tới, huống hồ lấy mặt. Hiện tại bày những thứ không thể vui mắt đẹp lòng ra bố thí, như vậy làm sao đời sau có được quả báo thanh tịnh? Nghe vậy, Tệ Túc bảo phạm chí: Từ nay ngươi hãy lấy thứ vật ta ăn, thứ áo ta mặc mà bố thí chúng tăng. Phạm chí nhỏ vâng lời làm theo. Ông Tệ Túc mở hội đại thí lúc đó, sau khi chết được sinh lên một cõi trời hạ liệt. Còn phạm chí nhỏ lo mở hội giúp thì sau khi chết lại được sinh lên cõi trời đao lợi cao hơn. Bà La Môn Tệ Túc, phạm chí nhỏ và chúng Bà La Môn cư sĩ trong thôn Tư Bà Hê nghe đồng nữ Ca Diếp dạy xong,